Này các thiên tử, vì địa giới sâu xa nên pháp này sâu xa, vì thủy hỏa phong không thức giới sâu xa nên pháp này sâu xa. Này các thiên tử, vì vô minh sâu xa nên pháp này sâu xa, vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sâu xa nên pháp này sâu xa. Này các thiên tử, vì bố thí ba la mật đa sâu xa nên pháp này sâu xa, vì tịnh giới ba la mật đa sâu xa nên pháp này sâu xa vì an nhẫn ba la mật đa sâu xa nên pháp này sâu xa vì tinh tấn ba la mật đa sâu xa nên pháp này sâu xa vì tịnh lự ba la mật đa sâu xa nên pháp này sâu xa. Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa nên pháp này sâu xa. Này các thiên tử, vì pháp không nội sâu xa nên pháp này sâu xa. Vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác. Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh sâu xa nên pháp này sâu xa này các thiên tử vì bốn niệm trụ sâu xa nên pháp này sâu xa vì bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo sâu xa nên pháp này sâu xa